Đấy. Mai Hương đang học phép tính nhé cả nhà. Đấy. Đấy, đang học. Bảy câu hàng mấy? 72. Đúng rồi. Mười bốn cộng một bằng mấy? Đúng rồi. Một cộng bốn bằng mấy? Đúng rồi. Mười bốn trừ đi bảy ông mấy? Mười bốn là trừ đi nửa mà bao nhiêu bảy ông mấy? Rồi, 14 mà trừ đi 7. Còn mấy? 7. Đúng rồi. 7 đâu? 20 trừ 0 còn bao nhiêu? 20. Đúng rồi. 20 trừ đi 1 còn mấy? 19. Rồi, chuẩn lắm. 5 trừ 1 còn mấy? 4, chuẩn. 16 trừ 4 bằng mấy? 6 trừ 4 bằng mấy? 6. 6 trừ 4. 4. Còn mấy? 14. 10 mấy? 16 trừ 4. 16 trừ 4 bằng 6 trừ 4 bằng mấy? 6 trừ 4. 6. Cấp cái chỗ 4 này lại. Là một ngón này thôi. Đây, 6 mà trừ đi 4 bằng mấy? Bằng 2. Thì thành 10 mấy? 12. Đấy,